Anh không thể hiểu được cuộc cãi vã của đôi ta. Anh cũng chẳng muốn hiểu tại sao ta lại như thế. Anh luôn muốn trở về lại bao tháng năm thua đầu. Oh yeah. Đôi mắt thầm cứ rời, bàn tay anh nhẹ buông lơi. Chút suy nghĩ rồi bời, cảm thấy có chút hối hận. Yêu không thể quay lại về những phút giây đầu, lại không thể nào vững tiếp. Oh. Từ lúc đã xuất hiện một cảm giác, hai con tim có thể thương yêu lẫn nhau. Nếu mà giờ là do ai tình dần lớn, ngày đi xa gió trong nơi mặn hề đã mang theo Hãy subscribe.